Xin chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã đến với khóa pha chế bartender. Tiếp tục bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu về nước trái cây lên men. Tại bài lần trước thì mình đã cùng nhau tìm hiểu quy trình sản xuất bia, những cái khái niệm liên quan tới bia. Hôm nay thì xin mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi đến cái bài học ngày hôm nay của chúng ta, là mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nước trái cây lên men, cider. Bài số 10. Ở đây như anh chị các bạn thấy là chúng ta có hai bức hình về cái sản phẩm về cider, và đây cũng là những cái sản phẩm về cider khá phổ biến tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Thì đối với cider thì đây là một cái loại thức uống có cồn, có được nhờ cái quá trình lên men nước ép trái cây lên men đó, từ cái có nguồn gốc từ nước ép trái cây được ủ lên men các bạn nhé. Và cái sản phẩm này thì thường hay bị nhầm lẫn với cả bia đó. Đối với cider thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm một số những khái niệm. Thứ nhất rằng là về cái nguồn gốc của cider ấy, thì nó có từ rất lâu rồi và phổ biến tại thị trường châu Âu. Ở Việt Nam của mình thì mới xuất hiện trong vài năm gần đây, và cho đến nay thì cũng chưa thực sự phổ biến được sử dụng những cái sản phẩm này trong gia đình, mặc dù rằng là cũng có bán rất là nhiều tại các siêu thị, các đại lý đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sản phẩm này. Nhưng chị các bạn thấy rằng là đối với cider thì thứ nhất là nồng độ cồn của nó sẽ khá là tương đồng, gần giống như là đối với bia, từ 3-5% ALC. Về màu sắc của cider thì sẽ cũng khá là đa dạng, có được cái màu là từ chủ yếu từ trái cây tươi các bạn nhé. Màu sẽ từ vàng nhạt này, vàng đậm đấy, cho tới là nâu đỏ. Và cái nguồn nguyên liệu để làm ra cider thì như các bạn thấy là chúng ta có những cái trái táo như này, thấy chưa? Chủ yếu người ta sẽ làm ra từ trái cây tươi, có thể là quả táo, có thể là quả lê, cũng có thể là ổi gì đó, nhưng mà chủ yếu thì sẽ là táo. Cider là thức uống có chứa hàm lượng cồn thấp, từ 3-5% ALC, thường bị nhầm lẫn với cả bia, có được nhờ quá trình lên men từ nước ép trái cây, chủ yếu là từ quả táo. Sau cái quá trình lên men thì được ủ trong thùng kín. Màu sắc thì đa dạng từ vàng cho tới nâu đỏ, như các bạn thấy, từ vàng nhạt này, vàng đậm này, cho tới là đỏ, màu đỏ như này. Và thức uống này thì phổ biến tại châu Âu. Hương vị và màu sắc đa dạng từ ngọt ít cho đến ngọt nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái page tiếp theo để mình cùng nhau tìm hiểu rằng là cái cider với cả cái bia thì nó khác nhau ở chỗ nào các bạn nhé. Sự khác biệt giữa bia và cider, thì nói tới bia và cider thì chúng ta mình sẽ phân biệt dựa trên một số những cái kiến thức như sau. Thứ nhất rằng là mình sẽ phân biệt dựa trên cái màu sắc này, được chưa? Đó, những khái niệm liên quan đến màu sắc này, về hương vị này, về nồng độ cồn này, và về quy trình sản xuất, được chưa? Đó, về quy trình sản xuất này, về hương vị như nào, hàm lượng cồn ra sao, màu sắc khác nhau như nào, và độ ngọt đấy, chưa? Thì đối với quy trình sản xuất giữa bia và cider thì cider được lên men tự nhiên và chịu cái sự tác động từ các vi sinh tự nhiên có từ cái trái cây tươi đó. Đó, còn bia thì phải trải qua nhiều những cái giai đoạn phức tạp như là rang mạch nha, nghiền, ép, nấu, cấy thêm men và thêm các phụ gia khác để tạo ra được hương vị phù hợp. Như chúng ta đã học qua cái bài về cái quy trình sản xuất bia, đúng không ạ? Thì chúng ta biết rằng là bia thì cái quá trình sản xuất bia nó rất là phức tạp, trải qua một loạt các quá trình, cũng là nghiền ép ngũ cốc này, rồi phải nấu ủ bia và phải cấy thêm men nữa vào bên trong. Đó. Còn cider thì sẽ được lên men tự nhiên từ cái quả trái cây mà người ta sử dụng luôn, được chưa? Về hương vị thì cider mang cái hương vị của các loại trái cây sử dụng trong thành phần công thức. Còn bia thì hương vị nó phức tạp hơn rất là nhiều so với cả cider các bạn nhé. Đó, cider thì chủ yếu là cái hương vị nó sẽ có được từ trái táo đấy, hoặc là cái trái cây người ta sử dụng để làm ra cái thức uống cider đó. Về hàm lượng cồn thì cider thường có hàm lượng cồn là vị đắng thấp hơn so với cả bia. Khi chúng ta uống cider thì chúng ta sẽ thấy là đó là một cái sản phẩm đồ uống có cồn, uống mình sẽ cảm giác nó nhẹ hơn so với cả bia, nó mang nhiều cái vị ngọt và mang nhiều cái vị trái cây hơn so với cả bia. Thì chúng ta uống mình sẽ thấy làm sao ạ? À, nồng độ cồn cao hơn, cái lượng CO2 khí ga nó cao hơn, cũng như rằng là hàm lượng cồn cao hơn và cái vị đắng nó nhiều hơn, đúng chưa? Về màu sắc thì cider mang màu đặc trưng của các loại trái cây sử dụng trong sản xuất, còn bia thì màu sắc lại phụ thuộc vào các loại mạch nha, các loại lúa mạch ạ, mạch nha và các nguồn nguyên liệu và cái công nghệ người ta áp dụng để sản xuất ra cái bia đó. Về độ ngọt thì cũng như đã nói là cider thì khá là ngọt, chứa cái hàm lượng đường cao từ trái cây. Còn so với bia thì cái độ ngọt rất là ít và gần như là không ngọt. Thì đó là năm cái yếu tố mà chúng ta mình sử dụng để mình phân biệt giữa bia và cider các bạn nhé. Đó, những cái kiến thức nền tảng cơ bản để chúng ta nên nhớ là như vậy, để chúng ta có thể phân biệt giữa bia và cider như thế nào. Bài ngày hôm nay thì cũng ngắn thôi. Đó, cider thì cũng không có nhiều thứ để nói về nó lắm.
Chúng ta sẽ xem một số những cái hình ảnh về các loại cider phổ biến tại Việt Nam. Thì như các bạn thấy ở đây thì chúng ta có cái nhãn gì ạ? Strongbow này, Magnus đó. Thì đây đều là hai cái nhãn rất là phổ biến và nổi tiếng đấy, trên thế giới luôn. Ở thị trường Việt Nam của mình thì sao ạ? Thực ra còn rất nhiều loại khác nữa, nhưng mà ở Việt Nam mình thì các bạn thấy bắt gặp hai cái loại này ở bất cứ những cái siêu thị hay là những cái đại lý nào, đúng chưa? Ví dụ như Winmark đó, thì chúng ta đi mình sẽ đều thấy những cái sản phẩm Strongbow hay Magnus đó. Thì các bạn hiểu nó không phải bia nhá, nó là cái nước trái cây lên men. Các bạn nhìn thấy chữ là gì? Apple cider đó, nước táo lên men nhá. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi đến cái quy trình, cái quá trình sản xuất ra cider. Thì các bạn thấy cái sơ đồ là nó cũng khá là simple, đơn giản đúng không ạ? Making hard cider simple edition đó, tổng cộng có 6 bước tất cả như thế này đó. Tóm tắt về cái quy trình người ta sản xuất ra cái cider, thì đầu tiên thì đó là người ta sẽ planning lên cái kế hoạch để người ta thu hoạch cái trái cây, là cái trái táo ấy các bạn. Sau đó thì trái táo thì sẽ được là xay ép, rồi nghiền ép ra lấy cái nước juice, nước apple juice đấy, nước táo đấy. Thì khi có nước táo đấy rồi thì bắt đầu người ta sẽ combine với cả cái yeast, là cái men các bạn nhá. Cái nước ép táo và cái men thì sẽ được kết hợp với cả nhau đó để tiến hành lên men. Quá trình lên men sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần. Thì sau cái quá trình lên men này thì sẽ là gì ạ? Người ta sẽ ủ ở trong thùng, có thể là thùng kín các bạn nhé. Thì cái thùng ở đây thì sẽ sử dụng là thùng gỗ hoặc là thùng thép không gỉ. Thời gian ủ thì sẽ rất là tùy, từ 2 tuần cho tới 2 tháng. Và sau quá trình ủ này thì sẽ là đóng chai và gì ạ? Cuối cùng là enjoy, là uống thôi. Đấy. Xuất ra ngoài thị trường và chúng ta uống thì chúng ta có sản phẩm là apple cider rồi. Rồi. Thì đến đây thì chúng ta cũng đã kết thúc qua được 10 bài đúng không ạ? 10 bài để học về lý thuyết liên quan tới tất cả các nhóm đồ uống có chứa cồn phổ biến thịnh hành ở trên thế giới. Đấy, hy vọng là tôi cũng đã có thể cung cấp được một cái nền tảng kiến thức đủ cho anh chị các bạn, chúng ta có thể hiểu được về những cái đồ uống có chứa cồn, để từ đó chúng ta sẽ có một cái nền móng vững chắc để sau này khi chúng ta bắt đầu bước vào những cái bài học liên quan tới thực hành khác. Thật ra thì kiến thức nó rất là nhiều các bạn, đến đây thì cũng chưa thực sự là đầy đủ và hết đâu. Nhưng mà ở những bài tiếp theo nữa thì qua mỗi bài tôi sẽ tiếp tục là mình sẽ cài cắm thêm mỗi bài một chút nhé các bạn nhé. Để chúng ta tiếp tục là mình học thêm về kiến thức liên quan tới rượu nữa, bởi vì rượu thì kiến thức nó rất là nhiều. Đó, thì chắc hẳn là đến cái bài ngày hôm nay, bài số 10 này thì chắc các bạn cũng khá là ớn rồi đúng không ạ? Khá là nản về những cái bài lý thuyết rồi. Đấy. Thật ra học lý thuyết thì rất là mệt mỏi. Các bạn mà chán thì tôi còn chán hơn các bạn gấp tỷ lần. Cho nên là chúng ta cố gắng nhé. Đó, thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Đó, qua 10 bài về lý thuyết thì chúng ta tạm thời mình đã có thể hoàn thành được cái phần kiến thức lý thuyết nền tảng về những cái dòng đồ uống có chứa cồn rồi. Đó, và chúng ta sẽ tiếp tục đi đến những cái bài tiếp theo của chúng ta, và dần dần mình sẽ đến những cái bài liên quan đến thực hành. Xin cảm ơn anh chị các bạn đã chú ý dành thời gian theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong bài học tiếp theo.